là cái chỗ này ở bên ngoài á, chúng ta nhìn vào chúng ta không biết đâu. Em tin chắc rằng á, cái nơi này trên mạng cộng đồng chưa có ai mà chia sẻ cái nơi này để gửi đến cho quý cô bác và anh chị chúng ta biết được. Con xin chào các bác cô chú anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trên khắp mọi miền trong và ngoài nước. Chúng ta có một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc. Hiện tại bây giờ con đang có mặt ở tại một cái nơi trục lộ quốc lộ 1A, nó thuộc về tỉnh Phú Yên. Nơi này con không có nói nơi cái địa chỉ rõ ràng. Ngày hôm nay con và các bác cô chú và anh chị chúng ta sẽ lần vào cái nơi này thử xem có gì đặc biệt mà những cái bậc chân tu trước đây đã từng ghé tại cái nơi này. Trước đây thì họ chưa có quan tâm, chưa biết đến Sư Minh Tuệ nên họ không biết đó là Sư Minh Tuệ hay là ai đó. Theo như chúng ta cũng biết rồi, từ mà cách đây 2-3 năm thì chúng ta thấy về cái mặt y phấn tạo nó rất là hiếm, hình như chúng ta ít thấy đó. Nhưng mà sau khi mà thời gian gần đây á, thì cái việc mà nhiều người sư mà mặc y phấn tạo thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Đặc biệt hơn là cái thời lúc mà Sư Minh Tuệ bộ hành đến miền Trung mà ở ngoài Huế rồi, thì bắt đầu chúng ta thấy những người Phật tử họ nguyện theo sư, rồi họ mặc áo phấn tạo. Từ đó chúng ta bắt đầu mới thấy là số lượng mặc rất là nhiều như vậy. Nhưng trước đây 1 năm thì chúng ta hình như thấy mà mặc y phấn tạo là chúng ta sẽ thấy rất là ít người. Mình theo như cảm nhận của con nghĩ là chỉ có là Sư Minh Tuệ là người mà chúng ta cảm nhận là giống như là chúng ta nghĩ là sư là người mặc y phấn tạo đầu tiên. Quý cô bác và anh chị, bây giờ mời quý cô bác và anh chị không nói lâu dài nữa, con cũng tóm lược sơ như vậy. Bây giờ mời quý cô bác và anh chị chúng ta sẽ vào khám phá nơi này là nơi nào, có phải là thời lúc trước đây sư đã từng đến ở đây hay không. Thì ở tại cái khu nơi này thì nó là một cái quãng đường rất là dài, cách gần những cái khu đây vài chục cây số, 5-10 chục cây số thì không có những cái nơi nghĩa địa cũng như là không có ngôi nhà hoang nhiều. Cho nên cái việc mà những sư mà đi bộ hành mà khất thực thì có thể là họ sẽ nơi này phải nói là một nơi có thể là chọn cái nơi để mà dừng chân nghỉ lại buổi tối ban đêm ở đây. Ví dụ chúng ta vào thì vào cái nơi này phía trước hồi nãy cái con đường quốc lộ chúng ta nhìn vô là chúng ta thấy không thấy cái gì hết. Đó, bây giờ chúng ta vào bước vào bên trong cái chỗ này thì chúng ta bắt đầu thấy lộ diện ra cái bên trong, nhưng thật sự nó cũng chưa có rõ để mà chúng ta thấy cái gì nó rõ hết. Thì đi vào nơi này là một cái con đường đó, thì bắt đầu đến đây chúng ta thấy rồi thấy một cái ngôi nhà hay là một cái miếu hay là một cái đình gì đó ha. Thì ở đây chúng ta đi vào đây chúng ta thấy cái nơi này nó có xây dựng có lâu năm hay không, nó còn lại những cái di tích gì mà cũ xưa hay không. Thì bước vào đây thì chúng ta thấy cái chỗ này một cái quang cảnh rất là đặc biệt, là nơi này phía bên trong này, để chúng ta vào bên trong này thì nó có một cái nơi một cái bóng cây rừng cây, chỗ đây rất là mát đó. Và xung quanh ở đây thì chúng ta vào bên trong ngay chỗ cái bóng cây phía trên là một cái bóng cây râm rất là mát. Rồi chúng ta nhìn qua đây thì chúng ta thấy có những cái quách đá ở đây cũng vậy nè, đó cũng có những cái quách đá. Rồi cái chỗ này thì chúng ta thấy là họ thờ cúng như thế này. Thì ở vào chúng ta bắt đầu vào tham quan cái chỗ này thì cái chỗ này là một cái nơi họ xây lên một cái bậc đá thôi. Rồi chúng ta thấy là ở đây là cái hình của đây là không phải hình sư tử, chúng ta thấy là hình hình dáng bóng là của một cái con ông cọp nha quý cô bác, ông hổ á. Thì bên đây chúng ta nhìn cái nơi này thì nó có một cái điều rất là đặc biệt luôn này đó. Thì cái chỗ này chúng ta thấy là
một cái hình cũng là ông hổ luôn, nhưng mà chúng ta thấy rất là cổ xưa rồi, theo cái hoa văn này quý cô bác. Và cái hình của ông cọp phía bên kia thì chúng ta nhìn thấy là nằm sát trong cái vách đá luôn đó quý cô bác. Chúng ta nhìn nè đó, thì đến đây chúng ta nhìn nè, ở đây là họ vẫn thắp hương, chúng ta thấy vẫn thắp hương. Thì tôi vào xuống đây, vào cái nơi này, chốn này thì đầu tiên chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật. Con đến đây để làm video để mà chia sẻ lên cộng đồng họ biết ở tại cái nơi này thôi. Mong những người ông bà thần thánh gì ở tại nơi đây thông cảm cho con ha. Rồi chúng ta sẽ bước sang bên này để chúng ta khám phá cả cái khu này quý cô bác và anh chị. Đây thì cái chỗ này nằm ở cái phía trong này phải nói là một chỗ rất là mát mẻ luôn. Nếu như mà nơi này là một cái nơi để các sư chọn coi như là nghỉ lại ở đây cũng rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy là những cái quang cảnh rất là phụ thuộc, rất là thuận lợi cho quên phụ thuộc à, em xin lỗi sáng nay nói nó bị liếu miệng rồi. Ở tại nơi này phải nói là một cái chỗ mà rất là đẹp và có một quang cảnh rất là tuyệt vời. Các sư có thể đến đây ngồi thiền tu tập ở đây rất là đặc biệt. Ở đây em muốn giới thiệu sơ qua cái phía mặt sau này á, thì là một cái vách đá rất là đẹp. Để con sẽ quay lại cho nó thấy, cho nó rộng hơn ha. Thì đây chúng ta thấy là cả một cái khu này là một cái vách đá. Đây viết của bác anh chị đó. Rồi cạnh bên đây á, phía bên này á, thì chúng ta nhìn á, là có một cái cây rất là to, rất là to ở phía bên này. Và bên này chúng ta nhìn á, là một cái vách đá nữa này quý cô bác và anh chị đó. Như vậy á, bây giờ chúng ta bước vào cái bên trong này á, thì nó có nhiều cái rất là đặc biệt luôn. Nếu như mà sư đến đây á, thì sư cũng có những cái chỗ để mà sư ngoài đỡ tọa thiền này. Chẳng hạn cái chỗ này nó có một cái viên đá này, để em dọn dẹp cái chỗ này cho nó sạch nha, để em quay cho quý cô bác và anh chị chúng ta thấy nó rõ hơn nha. Đó. Tại ngay chỗ cái nơi này nó bị ngược ánh sáng như nào, thì tại cái chỗ cái nơi này đây quý cô bác, đã cái góc này nó rất là rõ này. Thì xung quanh là chúng ta thấy những cái cây, rồi nó có một cái hòn đá rất là to, rất là bằng. Ở trong phim hình ảnh đó, chúng ta nhìn nó không thấy to và rõ được, cho nên là cũng hình dung ra được là cái nơi này là một cái hòn đá bằng phẳng. Nếu như mà xưa mà ngồi ở đây tọa thiền á, thì rất là đặc biệt luôn, rất là hay luôn, rất là tĩnh luôn. Ở phía trên á thì là những cái cây nó rợp bóng như một cái mái nhà rất là đẹp luôn. Đây là tự nhiên thiên nhiên chứ không có sự can thiệp vào con người dọn dẹp gì hết đó quý cô bác. Ở đây chúng ta nhìn này rất là đẹp đó quý cô bác và anh chị. Thì như vậy á, thì đến đây chúng ta nghe một ông chú, ông đã kể lại một cái câu chuyện ở tại nơi này á. Thì chú nói là trước cách đây vài năm cũng có thấy một người họ cũng mặc áo nhiều màu, họ khi đi qua đây thì họ chỉ dừng lại đây. Cái tảng đá mà con chia sẻ, chúng ta nhìn ra đây á, thì chúng ta thấy phía dưới đây cũng có một cái tảng đá này. Phía trên á thì chúng ta thấy một cái tán cây này đó, rất là rộng nha. Để con vào cái bên trong đây, con quay con chia sẻ. Đây. Đó, cái bên trong đó thì chúng ta nhìn ra nè. Đó, vô tiếp bên trong này nó rất là mát mẻ luôn. Phải nói nếu như mà chúng ta vào cái mùa hè mà chúng ta đến nơi này
vào những cái mùa như thế này. Thì chúng ta đi vào nơi này, chúng ta mà ở trong này phải nói là có một cái bóng mát rất là tuyệt vời luôn, và quang cảnh ở đây cũng rất là đẹp luôn quý cô bác và anh chị đó. Thì như vậy đến bây giờ thì ông chú ông đã chia sẻ lại là ông nói là có nhiều sư hay ghé vào nơi này và ở nơi này nghỉ chân vào buổi trưa hoặc là vào một đêm buổi chiều lỡ chân á, thì có nhiều sư cũng vào nơi này. Thì ở đây nói sư là sư mặc áo mà nhiều màu á, thì đến bây giờ chúng ta nghiệm ra đó là loại áo y phấn tảo, chứ áo nhiều màu thì trước đây một năm á, thì chúng ta sẽ không có hiểu được, không có thấy là cái loại áo y phấn tảo đó là áo nó như thế nào, thì chúng ta sẽ không có biết được cái điều mà mặc áo y phấn tảo là cái loại áo đó là tu theo kiểu 13 hạnh đầu đà quý cô bác và anh chị. Thì đến bây giờ chúng ta phải nói một điều là hiện tại bây giờ theo như những gì giống như là con cũng như là cô chú bác anh chị cũng như các bạn gần xa, thì đến bây giờ chúng ta phải nghiệm ra một điều là những người mà mặc y phấn tảo là họ là những người họ coi như là tu tập theo cái kiểu là 13 hạnh đầu đà, đúng không quý cô bác và anh chị? Như vậy đến bây giờ chúng ta sẽ biết đó là chính cái nơi này, thì cái nơi mà ngày hôm nay con nghe được những cái thông tin của một ông chú, ông cỡ lại chia sẻ lại, thì con cũng quay phim lại cũng chia sẻ lại gửi cho các bác cô chú anh chị các bạn gần xa. Chúng ta sẽ nắm về những cái thông tin, những cái giống như một cái nhật ký, một cái kỷ niệm mà trước đây những các sư mà tu tập theo cái kiểu là 13 hạnh đầu đá thì họ đã từng đến đây và nghỉ chân ở đây. Cái chỗ cái vị trí này chúng ta nhìn đó, thì nó rất là bao quát luôn, nó rất là đẹp. Quý cô bác và anh chị ha, chúng ta khám phá ngày hôm nay thì chúng ta thấy được một cái nơi quang cảnh rất là đẹp mà em muốn chia sẻ gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa. Chúng ta biết được một cái nơi mà em nghĩ là cái nơi này chắc có lẽ là chưa có ai chia sẻ được và chưa có ai mà đưa lên cộng đồng mạng được, do là em nói là cái từ nó có cái duyên. Ngày hôm nay có một cái duyên rất là đặc biệt, em tình cờ em gặp một ông chú đó, ổng với lại là ổng chia sẻ cho em, rồi ổng chỉ em đến nơi này, rồi em quay phim em chia sẻ lên gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta biết như vậy đó. Ở đây chúng ta nhìn rất là đẹp nè, toàn cảnh ở đây chúng ta nhìn lên nơi đây á, thì phải nói là cái chỗ này á là một cái chỗ rất là mát mẻ, rất là yên tĩnh, rất là hữu tình. Ở đây là em nói tại sao nó rất là yên ổn, yên tĩnh là cái chỗ này ở bên ngoài chúng ta nhìn vào chúng ta không biết đâu. Em tin chắc rằng cái nơi này trên mạng cộng đồng chưa có ai mà chia sẻ cái nơi này để gửi đến cho quý cô bác và anh chị chúng ta biết được là cái nơi mà những sư đã từng đến nơi này. Thử xem trên cộng đồng mạng thử là nơi này có ai đã chia sẻ chưa. Thì em sẽ lấy cái cảnh này, em sẽ làm cái hình đầu của video, cái thumbnail để gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa để chúng ta thấy thử là có quen thuộc hay không ha. Đây quý cô bác và anh chị. Rồi như vậy là cái video ngày hôm nay em con cũng chia sẻ gửi đến cho quý cô bác và anh chị các bạn gần xa chúng ta cũng thấy được một cái nơi mà sư ở đây, em không biết là sư Minh Tuệ hay sư nào, nhưng mà theo em nghĩ là có thể là sư Minh Tuệ, chứ cách đây 1-2 năm thì chúng ta thấy đâu có sư nào mà mặc y phóng tảo mà đi bộ hành đâu. Cũng có 1-2 vị gì đó, nhưng mà 1-2 vị gì đó là sau này
Sau này thì có một sư nào nữa, sư là em được xem trên cộng đồng mạng là một sư đó là một một giảng viên của một cái trường đại học nào đó, chúng ta gọi là thạc sĩ, một vị tu cũng mặc áo y phấn tảo, là vị tu đó là cũng là một người cũng có trí thức, là một thạc sĩ đã từng dạy một cái trường đại học ở Sài Gòn, quý cô bác và anh chị. Thì thôi, ngày hôm nay là em cũng chia sẻ một cái video là như vậy. Cuối video em chúc quý cô bác và anh chị, các bạn đoàn xa, chúng ta có một ngày thật là an lành và tràn đầy hạnh phúc.